Mắm tôm là một cái gia vị rất là quan trọng. Nó là một cái quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Mắm tôm thì chỉ có một số nước châu Á có thôi. Nhưng lại họ lại không sử dụng mắm tôm rộng rãi như người Việt của chúng ta. Ngoài là một gia vị để tẩm ướp vào thực phẩm, chúng ta còn làm một loại nước chấm từ mắm tôm mà nó tạo lên những cái hương vị riêng. Nhưng mà người ta không chỉ dùng mắm tôm không, mà người ta còn kết hợp với những cái loại gia vị như là chanh, như là quất, như là gừng, sả, tỏi, ớt vân vân, để tạo nên một cái thức chấm mang cái nét đặc trưng của ẩm thực truyền thống Việt Nam. Khi nghe tên một món ăn giả dụ như là bún đậu mắm tôm thì chúng ta đã thấy cái vị trí đặc biệt của mắm tôm trong cái món ăn đó rồi. Người ta mới thêm cái chữ mắm tôm vào để làm sao ạ? Cả bún cả đậu chấm đẫm vào trong cùng mắm tôm đã được pha chanh ớt với cả một chút gia vị và một chút rượu trắng đánh sủi bọt lên rồi thì hấp dẫn vô cùng. Thêm một tí kinh giới xanh đưa đẩy nữa, thế nào làm cho tổng hòa món ăn nó được hòa tan trong miệng của chúng ta. Đấy, món ăn có cao sang vì những loại nguyên liệu đắt tiền đâu, nhưng mà nó chỉ dân dã thôi. Nhưng nó có thêm những cái gia vị đặc trưng của Việt Nam, một cái mắm đặc trưng của Việt Nam, nó đã tạo nên một cái món ăn mà riêng có của đất Việt chúng ta. Bún thang tức là các cụ ngày xưa dùng từ Hán luôn. Thang tức là nước. Đấy, bắt bún thang nó như là một thang thuốc để mình ăn tầm bổ cho sức khỏe. Trong một cái bún thang đấy nó rất nhiều cái gia vị, nhưng mà nó gia giảm vừa phải để tinh túy làm sao khi mình ăn nó đủ chất lượng và rất thơm. Trong bún thang thì thực sự ra nó rất nhiều gia giảm, nhưng mà đặc biệt phải có mắm tôm. Mắm tôm thì khi em ăn ngoài nó khác, còn khi mắm tôm cho vào bún thang thì lại khác đi. Tại vì nó có nhiều cái gia vị, nó tổng hợp lại nó sẽ làm bớt cái vị tanh của mắm tôm. Nó sẽ dậy vị lên và sẽ ngọt nước lên và dễ thơm lên rất nhiều. Mắm tôm thì em phải cho vào trước lúc chan, cho vào sau lúc chan nó sẽ bị tanh. Cho vào trong em chan thì sẽ chín. Ăn bún thang mà không có mắm tôm thì thực sự ra nó chỉ còn được 70% thôi. Tôi rất thích bún đậu mắm tôm. Có rất nhiều hàng bún đậu mắm tôm ngon quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Tôi thường xuyên đến đó ăn trưa. Khi tôi thưởng thức món ăn đặc biệt này, ngay lập tức tôi nghĩ đến việc kết hợp nó với món pizza của chúng tôi. Món pizza này là đặc trưng nhất là sốt mắm tôm. Quy trình chế biến sốt của chúng tôi phải được cân bằng giữa hương vị, mùi và kết hợp sự hòa quyện của các loại sốt với nhau để tạo ra được cái sốt mắm tôm này nó tốt nhất. Nói là một cái bát nước chấm, nó là một cái loại gia vị nhưng nó chính là linh hồn của cả tổng thể, và nó quyết định cho cái món ăn đó có ngon hay không, có hấp dẫn người ta ăn hay không.